Xin chào các bạn đến với kênh Xe Đạp Hải Phòng của trang web XeDapHaiPhong.com. Ở Việt Nam thì xe đạp Nhật bãi rất là phổ biến, và một trong những cái thương hiệu mà còn phổ biến hơn nữa mà được rất là nhiều người biết đến, đó là thương hiệu Giant, hay tiếng Anh gọi đọc là Giant, có nghĩa là người khổng lồ. Thì nhiều người cứ nhầm lẫn đây là thương hiệu của Đài Loan, nhưng thực chất là không phải. Đây là một thương hiệu thuộc người Mỹ sở hữu. Đây là thương hiệu Giant là thuộc của nước Mỹ. Nhưng mà nước Mỹ thì như các bạn biết thì từ xưa, từ khoảng một thập kỷ trở lại đây, thì những cái nước phát triển có trình độ công nghệ và năng suất lao động cao thì họ đã chuyển những cái khâu sản xuất phụ tùng, rồi những cái khâu mà lặng nhọc vất vả qua những cái nước đang phát triển hoặc là những cái nước nghèo. Họ chỉ lo những cái khâu gọi là về kỹ thuật và về chịu trách nhiệm quản lý chất lượng mà thôi. Thế nên là hầu như các cái sản phẩm công nghệ và những cái sản phẩm mà cần phải độc hại và lặng nhọc, hay là lao động đơn thuần giản đơn, thì sẽ chuyển sang Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam và một số các nước đang phát triển khác. Thì nên chính vì như vậy là tất cả các cái xe Giant chính hãng thì đều có một cái chiếc tem là Made in Taiwan hoặc là Made in China. Thì rất là nhiều người sử dụng có nhầm lẫn là Giant là của Đài Loan. Đấy, nhưng không phải, Giant là của Mỹ, một thương hiệu của Mỹ, nhưng được đặt nhà máy chính hãng đặt tại Đài Loan, nên là luôn luôn tem chính hãng của xe đạp Giant là Made in Taiwan, hoặc có một số thì mình là Made in China. Nên mình giải thích rõ với các bạn, với các cái quý khách là như vậy. Thì trong video này, cửa hàng XeDapHaiPhong.com mới về một chiếc xe Giant Escape mà màu xanh, size XS. Size XS có nghĩa là extra small, có nghĩa tiếng Anh có nghĩa là rất là nhỏ. Rất là nhỏ thì size rất là nhỏ thì sẽ cho những cái người có chiều cao bình thường hoặc là khiêm tốn, từ 1m55 cho đến 1m68, 1m7. Thì một số cái chiếc xe này rất là hiếm, bởi vì xe Giant thì thiết kế cho người Mỹ, nên là hầu như là toàn là size M và size L cao á, size long á, và mà size M là size bình thường, thì toàn từ trên 1m7 mới đi được thôi. Thì sau đây mình sẽ cùng với các bạn, cùng với các quý khách quay chuyển camera để mà chúng ta đánh giá qua một chiếc xe Giant size XS. Vâng, như vào trong cái khung hình đây thì các bạn đang nhìn thấy một cái chiếc xe Giant hiệu Escape, và có size có nghĩa là cái khoảng cách từ trục đạp cho đến khóa yên là XS, là rất là nhỏ, rất nhỏ, size rất nhỏ, thì phù hợp với những người có chiều cao khiêm tốn. Thì cái dòng Escape này thì cũng chẳng xa lạ gì với những cái quý khách mà đã thường xuyên sử dụng xe đạp Nhật Bản. Và đối với những quý khách mà thường xuyên theo dõi kênh YouTube Xe Đạp Hải Phòng của cửa hàng ấy, thì cũng không xa lạ gì, bởi vì 100 con Escape thì gần như giống nhau cả trăm, nó chỉ khác cái size thôi. Thỉnh thoảng thì về có những cái size nhỏ nhỏ này thì mình làm cái video review cho quý khách lắm được. Thì thôi mình cũng không giới thiệu nhiều nữa, bởi vì cũng có rất là nhiều cái video nói về Giant Escape ở trên kênh của mình rồi. Thì cấu tạo của nó là khung nhôm này, nước sơn rất đẹp. Con này thì mình đánh giá nước sơn này 90%, chỉ xước một chút ở càng. Đó. Và đây mình có nói luôn qua về cái tem nha, là size là extra small, XS, XCS là extra này, small tức là siêu nhỏ. Size là size 43 đây, có size có 43 đây, cho người không cao lắm, cho tức là cho người từ 1m55 cho đến 1m68. Đấy, mà Made in Taiwan thì như ở giải thích ở đầu video ấy, thì là chính hãng thì là Made in Taiwan là chuẩn, không lấy đâu ra Made in USA với lại Made in Japan ở đây hết. Đây là không bao giờ có là Made in Japan với Made in USA các bạn nhé. Hàng chuẩn chính hãng thì là Made in Taiwan là đúng rồi, bởi vì là những cái lặng nhọc, những cái vất vả thì nó đẩy hết sang những cái nước đang phát triển, trong đó có Đài Loan là nhà máy chính hãng của Giant. Vâng, xe này là xe đời có sự là từ năm 2011. Đằng sau thì xe được trang bị líp thả 8 tầng và bộ đề SRAM. Đằng trước chúng ta có một cái bộ đùi đĩa là 3 tầng và sang đĩa, tất cả là đồ SRAM. Vẫn là phanh V quen thuộc của dòng Escape. Và như các bạn thấy thì cái bánh đây thì vẫn là bánh nguyên cặp của Giant. Đấy, một sản phẩm của Giant này. Bánh rất là cấu tạo rất là đặc biệt, là 4 căm một chỗ, tạo ra cảm giác là đũa rất là thưa và tạo ra cảm giác là xe nó rất là độc đáo, khác, nhìn một cái là biết luôn so với các dòng khác. Xe được trang bị quả lốp 700 x 28C. Quả lốp này thì rất là đẹp, mới. Và cái chiều ngang này nó cũng vừa thôi, chứ nó không có to quá, nên là giúp cho xe rất là bon, không bị đạp, không bị nặng chân lắm. Nói chung là bon. Lốp nguyên bản, sơn nguyên bản, đời 2011, sơn rất là đẹp. Đằng trước thì chúng ta cũng vẫn có là bộ bánh nguyên cặp, bộ bánh nguyên cặp thôi. Chúng ta đi đến phần tay cầm. Tay cầm của chúng ta thì sẽ có là tay bằng. Bên trái thì trang bị tay vặn chuyển số, tốc độ của đĩa. Và bên phải thì trang bị tay vặn chuyển tốc độ của líp. Xe này thì tất cả đều là nguyên bản 100%. Nước sơn rất là đẹp. Đây, mình quay bên này cho các bạn, cho quý khách xem. Rất là đẹp. Màu xanh rất là nhã mắt mà lại độc đáo. Xe này thì size XS phù hợp với người từ 1m55 cho đến 1m68, 1m7 là đi hợp lý. Giá của chiếc xe này là 6 triệu đồng. Quý vị quan tâm đến chiếc xe và muốn sở hữu chiếc xe tại cửa hàng XeDapHaiPhong.com thì hãy liên hệ với chúng tôi qua cái số Zalo. Quý khách nên nhắn Zalo thì tốt nhất là 0975 709 943 để chúng tôi có thể tư vấn quý khách những cái phụ kiện đi kèm và chế độ bảo hành đi kèm khi mà quý vị tiến hành mua xe tại cửa hàng XeDapHaiPhong.com của chúng tôi. Ngoài ra thì trong cái thời gian gần đây thì cửa hàng đang về rất là nhiều xe, mẫu xe khác. Quý vị hãy ấn kết bạn trên Facebook ở link Xe Đạp Hải Phòng và chọn chế độ bạn thân để xem trước những cái video mà chúng tôi sẽ livestream trên Facebook. Và ở trên YouTube thì quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh để xem những cái video mới nhất khi chúng tôi up lên kênh của chúng tôi, để mà theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về trong thời gian gần đây. Thì trong thời gian gần đây thì mình cũng có về rất là nhiều cái mẫu Escape khác, size L này, size L là cho người cao, rồi size XL, rồi size M, rất là nhiều luôn. Thì quý vị có thể liên hệ Zalo với cửa hàng để mà đây size M này, Escape size M, rồi size L, size M, rất là nhiều. Quý vị có thể liên hệ với Zalo để cửa hàng để biết thêm những cái dòng xe mới, hoặc quý vị có thể truy cập vào website XeDapHaiPhong.com, vào mục xe đạp thể thao để xem những cái mẫu xe mới nhất mà chúng tôi up lên website của chúng tôi. Xe đang về rất là nhiều, ở đây chúng tôi đang tiến hành rửa và bơm lốp. Ok, như vậy là mình đã tiến hành review xong cái chiếc xe đạp Giant Escape size XS cho người có chiều cao trung bình. Và xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video. Xin cảm ơn các anh chị em trên Facebook đang theo dõi livestream của mình. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.